Hello, hello. Rất vui được gặp lại quý anh chị, quý khách hàng cũng như các anh chị đầu tư đã quay lại với video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều hôm nay mình đang có mặt tại phường Dĩ An thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, kế bên khu công nghiệp Sóng Thần, gần khu Xóm Vắng, Xóm Nghèo, gần khu phố Thắng Lợi, để review cho khách hàng một căn nhà cực đẹp. Căn nhà này mới được chủ nhà hoàn thiện xong. Căn nhà này có diện tích chiều ngang rất là đẹp. Chiều ngang của căn nhà này là 5,5m, chiều dài 16m. Tổng diện tích căn nhà này là 84m2. Thổ cư gần hết nhé. Nhà này có hướng chính nam, mát mẻ. Căn nhà này được chủ nhà đúc một trệt một lầu, gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và có sân phơi riêng. Đây là gara xe hơi của căn nhà này. Chiều ngang 5,5m, chủ nhà để một bên để xe hơi, một bên để cổng đi rất là đẹp nha. Bây giờ em sẽ ra quay toàn cảnh phía trước căn nhà cho quý vị mình cùng xem. Trên đây là mặt tiền của căn nhà này. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng mặt tiền phố, ban công vuông, rất là đẹp nha. Cổng chính được chủ nhà làm hai cửa này. Bên đây mình có một cửa một cánh để mình đi xe Honda vào nhé. Còn bên đây mình có cửa bốn cánh để mình chạy xe hơi vào trong đây. Vị trí này chủ nhà thiết kế mình để được xe hơi 7 chỗ nha. Một căn nhà được chủ nhà thiết kế rất là đẹp. Và con đường trước nhà của căn nhà này rộng 5m. Đây là con đường phía trước này. Chỉ cách con đường ngay gần Xóm Vắng chỉ khoảng vài bước chân ra tới đường lớn thôi nhé. Mình xem lại mặt tiền căn nhà một lần nữa này. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là chiều ngang 5,5m, chiều dài 16m, tổng diện tích là 84m2. Nhà này được chủ nhà đúc một trệt một lầu, gồm gara xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ. Nhà này có một phòng ngủ dưới và trên có phòng thờ, phòng giặt đều riêng hết. Không gian rất là rộng rãi nhé. Đây là không gian của phòng khách này. Vách bên đây được chủ nhà dán giấy dán tường rất là đẹp. Phía trên mình có hệ thống trần trí thạch cao, hệ thống đèn LED, đèn chiếu sáng và quạt trần thoáng mát ngay giữa không gian của phòng khách này. Đây là view không gian của phòng khách nhé. Rất là rộng luôn, tha hồ kê bàn ghế. Phía bên đây mình có tủ bếp này. Tủ bếp được chủ nhà đóng tủ gỗ sồi rất là đẹp nhé. Chủ nhà đóng hai dàn trên và dưới, rất là đẹp luôn. Phía trên có hệ thống trần chỉ thạch cao, đèn chiếu sáng ngay phòng bếp này. Và kế bên mình có một phòng ngủ ở dưới nhé. Ở dưới nhà mình có một phòng ngủ ở dưới rất là tiện. Phía trên có hai phòng ngủ rất là rộng nữa và có phòng giặt riêng, phòng thờ riêng. Bên đây mình có phòng vệ sinh này. Bây giờ mời cả nhà mình lên trên tham quan lầu trên nhé. Một căn nhà được chủ nhà bố trí và trang trí rất là đẹp. Quý vị khách hàng đang xem video, vui lòng ấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh, cũng như để tiện theo dõi những video mới nhất mà em đưa lên hàng ngày để cho quý vị mình cùng xem nhé. Nhớ ấn đăng ký và ấn chuông kế bên. Và đừng quên tặng cho mình xin một like nhé. Đây là không gian của lầu trên này. Quý vị khách hàng đang có nhu cầu đi xem thì hãy alo nhanh cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ngã tư massage Rạng Đông, ngay gần công ty Chu Tách, gần khu công nghiệp Sóng Thần. Hãy alo cho em để em dẫn vào xem nhé. Đây là sân phơi rất là rộng này, có chỗ để máy giặt này. Và bên đây có phòng vệ sinh này. Căn nhà này có tới 3 phòng vệ sinh, 3 phòng ngủ.
Đây là phòng ngủ thứ hai, rất là rộng nha. Phòng ngủ này rộng nhất, có phòng tắm, phòng vệ sinh riêng ở trong phòng này luôn này. Đây là phòng vệ sinh thứ ba của căn nhà này nhé. Sàn trên đây được chủ nhà lót gạch bóng kính, giả gỗ rất là đẹp. Tất cả phòng ngủ đều được chủ nhà đi đường âm máy lạnh cũng như hệ thống cáp nét âm tường hết. Cửa chính thì được chủ nhà làm cửa gỗ sồi. Bên đây là phòng ngủ thứ ba cũng như phòng thờ. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá chỉ 3 tỷ 380 triệu đồng, vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà nhé. Bên mình bán giá là trực tiếp với chủ nhà luôn, 3 tỷ 380 triệu cho căn nhà ngay gần xóm vắng thuộc phường Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nhà này kế bên khu công nghiệp Sóng Thần, từ đây di chuyển ra cầu vượt Sóng Thần chỉ mất khoảng 2 km thôi, tới bệnh viện Quân đoàn 4 khoảng 2 km nhé. Quý anh chị mình đang có nhu cầu hãy nhanh tay liên hệ với số điện thoại của em ở trên màn hình, số 0973 114 255. Hẹn gặp em để em dẫn đi xem nhé. Đây là con đường phía trước này, rất là rộng. Rồi, cảm ơn quý anh chị khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.